Bữa nay mình sẽ làm hũ hoa xào trứng thịt spam. Cắt hai cái đầu này đi. Cái này cũng cắt. Xong rồi xẻ làm đôi lại nhé. Sơ sơ thôi, đừng xẻ hết. Trong này có mấy cái hộp có hoa. Móc ruột nó ra. Không, chỉ lấy tay một ngón cái nè, móc nhẹ nhẹ nó ra hết rồi. Vậy thôi, sau đó mình rửa sạch nó. Bây giờ mình cắt hũ hoa. Cắt mỏng. Mỏng thiệt là mỏng. Giờ mình cắt hành tím. Mình cắt ngò. Mình cắt thịt spam. Đập hai cái trứng.
cho 1 muỗng nước mắm. Sau đó mình đánh hột gà lên. Đánh cho nhuyễn. Cho chút dầu vô, xong rồi mình cho hành tím vô cho nó thơm. Mình xào hành tím cho thơm, rồi mình bỏ thịt thịt stem vô. Đây là những cái miếng thịt hem mà nãy mình cắt ra, cắt cái nhỏ này nè, xào lên. Dàn nó vào bên cho nó dàn lên đó. Bên này mình chiên thịt này. Đây thịt nó vàng vàng, cái mình chở qua mặt kia cho nó vàng đều hai mặt. Cho một chút tỏi bột vô cho thơm. Cái thịt thêm này rất là nó mặn, mình cho chút xíu thôi, xíu đường thôi. Mình xào chung với hành tím với cái đó, trộn chung với nhau. Xong rồi mình cho khổ qua vào. Mình xào khổ qua khi nào mình thấy nó hơi chín chín chút đó, đổ trứng vô. Khổ qua nó hơi chín chín rồi mình cho một chút bột nêm vào. Bột nêm cho nó đậm đà, khổ qua nó lại. Bột nêm em dùng loại nào vậy? Bột nêm lá bồ đề. Lá bồ đề.
rải đều ra. Làm đỏ trứng vô. Rồi mình cho chút tiêu vô. Ngò nữa cho thơm. Xong rồi ra coi chín chưa. Cái này uống ra màu chín lắm, thấy trứng nó chín là được rồi. Coi thử giống như khủng qua omelet gì đó, nhìn giống bánh xèo. Coi nè, xay vòng vòng được luôn ha. Thấy là hấp dẫn. Cái này thơm ngon lắm. Ăn sáng, ăn trưa, ăn tối là được hết. Chín rồi đó.